Lộc ơi. Xin chào mọi người. Vậy là một mùa hoa phượng vàng nữa lại đến rồi mọi người. Và một trong những địa điểm không thể bỏ qua để săn mùa hoa phượng vàng đó là tu viện Bát Nhã Bảo Lộc. Đây là những hình ảnh về hoa phượng vàng khoe sắc tại tu viện Bát Nhã. Khung cảnh khá là đẹp đúng không mọi người? Ở dưới là một cái vườn chè ô long xanh mướt và những cái bông hoa phượng vàng rực rỡ giữa một bầu trời xanh, thật là thú vị. Đây là những hình ảnh Lộc quay được về mùa hoa phượng vàng năm nay nha mọi người. Rất là đẹp luôn cả. Những cái bông hoa phượng vàng nở rất là đẹp, rực rỡ cả một cái khung trời luôn mọi người cả. Xa xa là cái ngọn tháp của tu viện Bát Nhã. Đây là một ngọn tháp mới được xây dựng. Bên trong chứa rất nhiều tượng Phật bằng đá rất là đẹp nhé. Đây là hình ảnh hoa phượng vàng phía trước của tu viện. Mọi người nhìn khung cảnh này có đẹp không? Quá là đẹp luôn nhé. Tu viện Bát Nhã là một trong những cái địa điểm khá là nổi tiếng, nằm ngay trên cái tuyến đường chính đi vào thác Đam Ri, Bảo Lộc. Ai mà du lịch Bảo Lộc hoặc thác Đam Ri thì tu viện Bát Nhã là một địa điểm không thể nào không dừng lại để check-in nha mọi người. Cũng vào mùa xuân năm mới nha mọi người, tu viện Bát Nhã được trang trí đèn lồng khá là đẹp luôn. Đây là hình ảnh tu viện Bát Nhã nhìn từ trên cao này mọi người. Cái vườn chè ô long và những cây phượng vàng quá là tuyệt vời luôn. Năm nay tu viện Bát Nhã treo một hệ thống đèn lồng màu đỏ khá là đẹp. Đây là hình ảnh bao quát về tu viện Bát Nhã. Thì hôm nay Lộc sẽ đến tham quan tu viện Bát Nhã và quay lại những cảnh đẹp về hoa phượng vàng có 102 tại Bảo Lộc nha mọi người. Trước cổng của tu viện Bát Nhã thì có một hàng hoa phượng vàng cổ thụ. Mỗi năm thì cứ vào dịp mùa xuân, hoa phượng vàng sẽ khoe sắc. Đây mọi người nhìn trước cổng tu viện Bát Nhã này, những cây phượng vàng này là những cây cổ thụ đó mọi người, có tuổi đời khá là cao rồi đó, cũng phải vài chục năm rồi. Đây là một trong những địa điểm check-in hoa phượng vàng không thể bỏ qua luôn. Khá là đẹp. Rất là nhiều người đến đây để check-in và tham quan cảnh chùa nha mọi người. Đến tu viện Bát Nhã thì ngoài hoa phượng vàng, mọi người còn có thể nhìn ngắm vườn trà ô long khá là đẹp. Đây là những cây đào giả trang trí. Mọi người nhìn cái cây phượng vàng này, cái gốc nó rất là to nhé. Đấy, để Lộc quay lên trên cho mọi người xem này, một cái màu vàng rực của hoa phượng giữa một cái nền trời với những cái ánh nắng len lỏi qua những cái cánh hoa rất là đẹp nhé. Cái gốc cây này cũng phải hai người ôm mới hết đấy mọi người. Đây là cái đường hoa phượng vàng cổ thụ khá là đẹp mọi người. Nói chung là đến Bảo Lộc thì tu viện Bát Nhã và hoa phượng vàng là một trong những điều không thể bỏ qua nhé mọi người. Cây phượng vàng là cổ thụ khoe sắc vào dịp xuân về, thu hút rất là nhiều du khách đến với tu viện Bát Nhã và thác Đam Ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Những cây phượng vàng này cao trên mười mấy 20 mét đó mọi người.
mùa xuân là mùa hoa phượng vàng nở rộ vàng rực nha mọi người. Hôm nay Lộc đi là đúng dịp mà hoa phượng vàng là nở rộ nhất trong năm luôn, chứ để muộn hơn là có thể hoa phượng vàng nó rụng bớt đi thì nó sẽ không còn đẹp như mùa hoa nở rộ vàng rực được. Công nhận đợt này đến với tu viện Bát Nhã cảnh thật là đẹp nhé. Những cây phượng vàng quá là rực rỡ luôn, quá là tuyệt vời. Đây là cổng chính đi vào tu viện Bát Nhã, là một dãy các bậc thang đi từ ngoài đường chính vô. Rất là nhiều người đang check-in và chụp mùa hoa phượng vàng này mọi người. Cái ngọn tháp mới được xây dựng cũng là một điểm nhấn, tạo nên cái khung cảnh thật sự thu hút du khách. Năm nay tu viện Bát Nhã dựng lên một cái dàn đèn lồng khá là tuyệt vời luôn. Đây là hình ảnh ngọn tháp nha mọi người. Nó cao khoảng 7 tầng. Bên trong là chứa những cái tượng Phật bằng đá, rất là nhiều luôn, tượng to, tượng nhỏ. Công nhận hôm nay cái không khí và cái nền trời quá là tuyệt vời để quay những cái thước phim về hoa phượng vàng. Đây là cái hệ thống đèn lồng chào đón mùa xuân năm nay này mọi người. Đúng là cái ngọn tháp là một cái điểm nhấn không thể nào đẹp hơn trong khung cảnh của tu viện. Để Lộc đi lên trên cái sân chính điện của tu viện nha mọi người, được trang trí chào đón năm mới với những chiếc đèn lồng màu đỏ đung đưa trước gió, quá là tuyệt vời luôn. Mọi người nhìn những cái hình ảnh này có đẹp không? Đúng là năm nay tu viện Bát Nhã có thêm cái ngọn tháp này, đúng là một điểm nhấn rất là tuyệt vời. Cái ngọn tháp này được đặt tên là Trà Quán. Đây là tượng Phật phía trước ngọn tháp nè mọi người. Những cái hình ảnh về cây phượng vàng cổ thụ nhìn ngắm từ trên cao rất là đẹp. Nếu bạn đang ở Bảo Lộc mà có dịp đến du lịch Bảo Lộc thì đây là một địa điểm không thể bỏ qua cho mùa xuân năm nay nhé mọi người. Hôm nay Lộc đi là ngày 28 Tết thì vẫn còn ít người, chứ với cái khung cảnh này thì chắc chắn vào ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 Tết là rất là đông đúc nhé. Wow, cái hình ảnh đèn lồng, hoa phượng vàng và ngọn tháp hòa quyện lại với nhau tạo ra một cái khung cảnh. Quá là đẹp luôn, quá là tuyệt vời luôn.
Đây là cái sành trước chính điện này mọi người. Một cái sành khá là rộng, được trang trí khá là đẹp. Lộc vẫn thích những cái cảnh hoa phượng vàng nở rộ, lá phượng thì nó rụng gần hết rồi mọi người, chỉ còn khoe lại những cái cảnh hoa phượng vàng nở rực rỡ luôn. Thôi video Lộc ơi xin dừng lại ở đây nhé. Nếu mọi người thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh của Lộc ơi để đón xem những video mới nhất trong những chuyến hành trình khám phá du lịch Việt Nam của Lộc ơi.